Chipu mặc gì trong tập chung kết đạp gió 2023 mà fan kêu trời vì thất vọng. Theo lịch trình, tập chung kết đạp gió 2023 sẽ được phát sóng vào ngày 21 tháng 7 và ngay khi Chipu xuất hiện với trang phục được cho là đồ trình diễm vào ngày 17 tháng 7, netizen đã thưởng ngắn dài vì thất vọng. Sau gần 2 tháng nỗ lực không ngừng nghỉ ở đạp gió 2023, Chipu đã có mặt ở trận chung kết là thành viên của đội Eola. Nhìn lại những gì Chipu đã gặt hái được qua đạp gió 2023 thì rất nhiều, được khán giả Trung Quốc biết đến và yêu mến, được mời đi diễn, đi show sau đạp gió, nên ti xem Việt cũng dành nhiều thiện cảm hơn cho Chipu. Thậm chí, ekip làm đẹp của Chipu cũng nổi đình nổi đám cùng với cô. Stylist Hoàng Cu có thêm một số khách hàng là sao xe như Trương Gia Nghê, được khán giả Việt ngày càng thán phục về óc thẩm mỹ cũng như khả năng chỉnh sửa trang phục của anh. Số chuyên gia trang điểm cho Chipu cũng được một blogger nổi tiếng Trung Quốc mời đến họa mặt cho mình. Cũng vì Chipu luôn xuất hiện với những rất đồ nổi bật, đẹp mắt qua mỗi vòng công diễn nên netizen càng chờ đợi xem cô sẽ mặc gì trong trận chung kết. Phòng đấu quan trọng nhất chương trình và ngay khi bức ảnh được cho là chụp Chipu trên đường đến trường quay lộ diện, mọi người đã ngỡ ngàng vì đồ diễn mà cô đang mặc. Nhiều người cho rằng nếu quả thực đây là đồ mà Chipu mặc để thi đấu, chung kết thì xuống phong độ rõ ràng. Dù biết là stylist Hoàng Cu chỉ có thể xoay sở chỉnh sửa dựa trên trang phục cho nhà sản xuất đạp gió 2023 cung cấp, thì xét đồ này bị cho là vừa dìm hàng chipu, vừa lạc mốt, kém nổi bật trên sân khấu. Tuy nhiên, cũng có netizen thấy bộ đồ này khá giống với bộ váy chipu mặc khi biểu diễn bài đoá hoa hồng ở tập mở màn cũng là một thiết kế vừa dài vừa rộng, kính như bưng. Và sau đó, khi Chipu bung váy ra để lộ trang phục chính mặc bên trong thì người xem mới bất ngờ, nên nhiều khả năng đồ diễn lần này cũng như vậy, chỉ nhằm đánh lạc hướng khán giả. Và hãy cùng chờ đón tiếp mục của Chipu tại đêm chung kết để xem trang phục của cô nàng mặc có gì bất ngờ không các bạn nha!